những cái con nào bao nó đang còn sống tất cả nó đều mở miệng nó ra như vậy nè. Nó sống nó mở miệng ra, mình đụng vô nó thì nó sẽ nhận cái miệng nó lại. Được bốn ngón tay, bốn con hào nó đang siết chặt cái ngón tay. Bây giờ là 1 giờ sáng. Chết hào, con hào vừa mới trẻ ra thì thịt nó to, nhưng mà bắt đầu một chút xíu sau đó thì nó chảy nước ra, hào nó ra nước. Nhả nó trong người nó ra nè. Đó, con nó bắt đầu nước của hào. Đó, nó rơi đột ngột đột ngột con. Vẫn còn 3 con nó chạy ra. Xếp, xếp lại nó bên vô nữa. Thôi, nào lôi dùm ra đi. Nó siết chắc dữ luôn rồi nè trời. Nó tê luôn rồi đó. Đó. Có nó còn mảnh không có nhả ra đó. 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 Lôi đại nó đi, lôi đại nó. Lôi đại nó. Đó, lôi nó luôn. Một. Thằng con nó ra ra. Nó hả là gì nó hết nước nó không ấy. Thằng con nó hết nước. Đó, mới trẻ ra thì nó khô queo nè. Mà để một hơi là nó ra nước trong người nó chảy nước ra, cái con hào nó bị teo lại, teo cái thịt lại. Đây sau một quá trình một hơi thì để nước nó ra như vậy đây. Nó nước nước chiếm hết 50% nước trong lượng nước trong cái con hào. 3 ký hào vỏ thì ra được 1 ký hào thịt, mà để khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau thì nó ra được 1/2 ký thịt, 1/2 ký nước. Đó, nước tự nhiên, nước trong người hào chứ không phải nước đổ vô. Nước rất là nhớt nè, nước đặc sệt như là rau câu vậy đó. Đó, đó, đó.